Bánh mì bẩn thế này làm sao mà ăn được? Sao ba được nhặt mấy cái người ta vứt đi nữa? Thôi hả? Không, thì nếu ra bạn bè sẽ biết đó là ba mình. Đã thế cho chưa này? Dừng lại, các cậu đi đi, đây là ba của tôi. Ba nó bị tâm thần kìa. Đừng chơi với nó nữa, mai đến kể cho cả trường. Dù thế nào ba vẫn luôn là ba của con.